anh không thể về sống chung gia đình mình được là tại vì ở bên ngoài anh còn rất nhiều việc phải làm. Ôi ôi, anh Tư có chiếc xe xịn quá ta. Anh Tư làm nghề gì vậy? Thì ai nhờ làm gì anh làm cái đó. Mà thôi, chuyện của anh em quan tâm làm gì. Chuyện em cần quan tâm á là học. Lúc này học hành sao rồi? Ừ, em lúc nào cũng được học sinh giỏi hết trơn á anh Tư. Vậy thì tốt, cố học hành cho tốt nghe chưa. Để dạ. Chị hai vui, hiểu chưa? Dạ em hiểu. Lúc này cuộc sống nhà mình ra sao? Dạ, dạ. Có thiếu gì không? Dạ, cuộc sống nhà mình á, lúc này đỡ lắm anh Tư. Mấy chị em ở nhà ăn cơm á, lúc này được ăn cá nè, ăn thịt nè. Mà lâu lâu á, mới ăn con khô với nước mắm. Anh Tư ơi, lúc này sao mà nhà mình hay bị cắt điện với cắt nước lắm? Em học giỏi vậy anh cũng mừng. Em cầm đi, anh cho em đó. Có gì cần mua thì mua. Dạ em cảm ơn anh Tư. Ừ. Số tiền này em đem về đưa chị hai. Phải đưa tận tay chị hai nghe chưa. Dạ. Nói với chị hai anh bận nhiều chuyện nên chưa về thăm mấy chị em được. Dạ em biết rồi. Ừ, thôi em vô đi, cầm tiền cẩn thận đó. Dạ anh Tâm ơi, ổng ấy anh vô nhà chơi chút xíu rồi anh hãy đi nha anh Tâm. Mấy chị á mà thấy anh về chắc mấy chị mừng dữ lắm á anh Tư. Anh Tư vô chơi chút xíu rồi hãy về nha anh Tư. Đi anh, đi anh. Thôi được rồi, anh vô. Ừ, em vô trước đi. Alo, dạ em nghe. Dạ dạ em tới liền. Không được rồi Thịnh ơi, anh có việc gấp phải đi liền. Thôi để hôm khác anh ghé thăm mấy chị em. Dạ. Ừ, anh đi nghe. Anh vô đi. Bực bội quá à. Giống như một cái thường lệ vậy đó. Cứ mỗi lần tới cái bữa cơm á là mấy chị em mình hả phải đợi phải chờ nó. Chị hai, thằng Thịnh nó đi đâu vậy? Nó đi mua dây thắng sửa xe đạp rồi. Trời đất ơi, chạy xe cái kiểu gì mà tối ngày bị hư xe hoài à. Mà hai ơi, nó đi lâu chưa hai? Nó đi cũng lâu rồi đó, hơn nửa tiếng rồi. Cái tiệm bán đồ phụ tùng ở ngay đầu đường chứ đâu có xa đâu. Mà sao nó đi lâu quá vậy? Sao mà chị hai ơi, chị hai. Trời ơi, cái thằng kia mắc cái gì mà mày thở quá trời vậy hả? Em đi mua dây thắng sửa xe đạp mà em thở hổn hển vậy, em có làm sao không? Tại em chạy. Trời đất ơi, ai rượt đuổi mày mà mày chạy? Đâu có ai đuổi em đâu. Trời ơi, không ai đuổi em chạy chi cho mệt vậy? Tại em muốn chạy nhanh về nhà để báo cho mấy chị biết một tin vui. Tin vui gì hả em? Em mới vừa gặp anh Tâm ở ngoài đầu hẻm á. Thiệt vậy không Thịnh? Thiệt. Mày có chắc không đó mày? Hay là mày nhìn người khác rồi mày tưởng đó là thằng Tâm? Tưởng sao được mà tưởng. Em còn đứng em nói chuyện với anh Tâm nữa. Sao nó về đây rồi nó không vô nhà mà đứng ở đầu hẻm chi? Thịnh. Dạ. Anh Tâm còn ở ngoài đó không? Anh Tâm anh đi rồi chị hai ơi.
Sao mày để cho anh đi không giữ anh lại? Có giữ sao không? Anh Tâm mới định vô đây thăm mấy chị, cái tự nhiên có ai gọi điện thoại cho ảnh á, cái ảnh nghe điện thoại xong cái ảnh đổi ý luôn à. Anh nói có việc gấp anh phải đi. Anh nói anh hẹn hôm khác rồi anh ghé anh thăm chị em mình luôn. Thịnh nè, em thấy anh Tâm dạo này sao, mập hay ốm? Anh Tâm hả? Ổng mập mà ổng cũng không mập nữa, mà ốm cũng không ốm, mà anh Tâm bảnh dữ lắm luôn kìa. Chị biết ảnh đi tới đây bằng xe gì không? Xe gì? Ảnh đi bằng mô tô. Trời ơi, cái chiếc mô tô của ảnh hả, cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị mà nhìn thấy là mấy chị mê liền luôn. Chị hai ơi, vậy là sống bên ngoài á, anh Tâm là ảnh có tiền lắm. Trời ơi, thì có tiền nó mới mua xe mô tô đúng không? À, chị nhắc tiền em mới nhớ. Nãy hồi nãy anh Tâm anh cho em 1 triệu nè. Wow, sướng nha. Anh Tâm cho 1 triệu lần hả? Tiền thơm quá. Chị có không? Không, chị không có. Cho mình em à. Nè, có tiền á không được xài bậy xài bạn nghe chưa mày? Cần thiết cái gì á thì mới mua, biết chưa? Dạ em biết rồi. Tiền này em để dành em mua sách vở em học. Biết vậy á thì tốt, chứ đừng có để mai mốt thiếu tiền hả, xin tiền bà chị mày nghe chưa? Dạ em biết rồi. À chị hai, còn cái gói này nữa nè, nãy anh Tâm nói về đưa cho chị hai á. Gói gì vậy em? Dạ tiền. Tiền? Dạ. Ê, chị hai mở ra coi anh Tâm nói cho chị hai bao nhiêu tiền vậy. Đi mở ra. Mở ra đi chị hai. Trời ơi, quá trời luôn kìa. Anh Tâm cho chị hai tiền nhiều quá trời luôn. Toàn là giấy 500 ngàn mới toanh luôn kìa. Trời ơi chị hai ơi, cái tiền này nè, em nghĩ chắc nó cũng trên 10 triệu á chị hai. Đâu, để em đếm lại cho. Dạ. Số tiền này không cần phải đếm đâu. Chị hai, phải đếm để mình biết bao nhiêu, để mình còn tính nữa, đúng không? Đúng rồi đó chị hai. Đếm đi chị hai. Mày đưa muốn tính cái gì? Thì em nghĩ là mình tính chẳng hạn như là gì ta? À, mình sửa sang lại cái phòng ngủ chị hai. Mình sẽ nới rộng cái phòng ngủ ra. Cái mình sẽ chia cái phòng ngủ ra làm 2 phòng. Cái mình sẽ mua thêm giường nè, mình sẽ mua thêm nệm, mình sẽ mua thêm gối, mình sẽ mua thêm đồ dùng nữa. Em thấy chị ba nói đúng đó chị hai. Em cũng muốn vậy từ lâu rồi, mà tại vì nhà mình không có tiền. Bây giờ có tiền rồi, chị hai kêu thợ tới sửa đi chị hai. Ba chị em mình nằm một giường chật lắm. Chật thì cũng phải chịu thôi em à. Bớt quá chị sẽ ngủ dưới đất, còn giường sẽ nhường lại cho hai đứa. Chứ số tiền này chị em mình không được phép xài đâu. Chị hai, chị nói cái gì mà được phép với không được phép? Đây là tiền của thằng Tâm. Thằng Tâm nó cho mấy chị em mình á, thì mấy chị em mình xài đi. Có phải đúng số tiền này là do thằng Tâm làm ra hay không? Hay là tiền này mồ hôi nước mắt của người ta làm ra mà nó cướp được? Hãy cố bước tiếp vì ngày mai.
ai biết đâu sẽ thôi hết bao sầu. Gạt đi nước mắt nhìn về nơi phía xa, thấy bao yêu dấu vỗ về. Tâm, em về rồi đó hả? Bao nhiêu năm trời, chỉ trong có ngày này thôi. Vô nhà đi em. Dạ. Anh Tư, anh Tư về rồi hả anh Tư? Ừ. Anh Tư lâu quá không về, em nhớ anh Tư quá à. Chị ba, chị Năm ơi, anh Tư về rồi nè. Anh Tư, anh Tư về rồi hả? Em ở nhà khỏe không? Em vẫn khỏe. Ê cái thằng kia, bao nhiêu năm nay á, mày bỏ nhà đi quan đi bụi ở đâu vậy hả? Tao tưởng đâu mày hả, chết bời chết bụi ở đâu rồi chứ. Mày có biết á, là bao nhiêu năm nay tất cả mọi người trong cái nhà này ai cũng kiếm cũng tìm mày hết không? Mà tại sao mày lại... Thu, có chuyện gì từ từ hãy nói. Thằng Tâm nó mới về, để cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Tâm, em vô nhà đi. Má mà biết chuyện này chắc là má vui lắm. Vô thắp nhang cho má đi em. Dạ. Đi anh Tư. Đi anh Tư. Em Tâm nó về rồi nè má. Má có linh thiêng thì về đây chứng giám cho em nó. Nhan nè, em nói gì với má đi. Sao em không nói gì với má hết vậy? Em biết nói gì chị hai? Sao lại không biết nói gì chứ? Bao nhiêu năm em bỏ đi, giờ em trở về, em phải có một câu xin lỗi cho má vui chứ. Người có lỗi không phải là em. Không phải là em, vậy là ai? Là ba má. Tâm, em nói gì kỳ vậy? Mày nói gì kỳ vậy? Bao nhiêu năm á, mày bỏ nhà đi quan đi bụi, mà tới giờ này á, mày đổ lỗi cho ba má là sao? Mày nói gì mà nghe được hả? Vậy chứ tôi hỏi chị, ai đã làm cho mấy chị em mình suốt mấy năm trời bơ vơ khốn khổ? Mấy chị phải đi làm mướn cho người ta, còn tôi phải đi lùm bọc bán vé số đánh dài mới kiếm được cái ăn, còn bị người ta ức hiếp nữa. Nếu không phải là do ba má gây ra thì là ai? Tôi giận má lắm. Tại sao má lại sinh mấy chị em mình ra, tôi không nuôi dưỡng mà bỏ ra đi, để mấy chị em mình phải mồ côi? Tâm, má không có lỗi trong chuyện này. Em đừng có nói như vậy. Má đâu có muốn chết để bỏ chị em mình ở lại đâu. Má chết á là do ba. Ba không có thương má, ba giết má, mày biết chưa? Ba. Nhắc tới ổng, tôi căm giận ổng. Ổng là người cha không ra gì, tạo ra chị em mình mà không nuôi dưỡng, còn đánh chết má. Tôi căm giận ổng. Tôi gặp lại ổng, tôi sẽ giết chết ổng. Tâm, em học cái thói côn đồ đó ở đâu ra vậy hả? Thì từ lúc nó bỏ nhà đi quan chứ đâu. Mày hay quá ha. Mày bỏ nhà đi quan đi bụi, bây giờ á mày đòi chém đòi giết nữa hả? Giờ tôi là vậy đó. Tâm à, tại sao bao nhiêu cái hay cái tốt em không học, mà em đi học những thói hư tật xấu vậy hả Tâm? Cái chuyện tốt xấu tôi chẳng cần quan tâm. Lúc nhỏ khi bước chân vào đời,
do tôi còn ngu khờ nên bị người ta ức hiếp. Còn bây giờ thì không có chuyện đó đâu. Thằng nào đụng tới tôi là thằng đó tới số. Không thành ma cũng thân tàn ma vậy. Trời đất ơi, mày giỏi quá ha. Bao nhiêu năm nay á, có phải là đời dạy mày như vậy á, đúng không? Đúng. Cuộc đời đã dạy tôi như vậy đó. Để được tồn tại, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn, kể cả chuyện giết người cướp của, mày cũng làm đúng không? Đúng. Tao hết đến nãy mày luôn rồi. Chết được. Sao xa quá, nhiều khi gục ngã trên nẻo đường xa. Hãy cố bước tiếp đoạn đường đã qua, giấc mơ vẫn chưa phai nhòa. Dù quanh đây ơi, em đi làm nha. Còn bao nhiêu trái ngang, dâu cho vai gánh nặng mang. Hãy cố bước tiếp vì ngày mai biết đâu. Chị hai, chị khóc hả? Rồi, cái vụ này á, là em biết chị đang nhớ tới thằng Tâm đúng không? Cứ mỗi lần nghĩ tới thằng Tâm, tự nhiên chị cảm thấy có lỗi với ma. Trời ơi, chị đừng có tự dằn vặt mình như vậy. Lỗi á, là ở cho nó. Nó thích sống theo cái lối giang hồ á, thì mặc kệ nó đi. Em nói vậy sao được? Thằng Tâm là em ruột của mình, thì mình phải có trách nhiệm với nó chứ. Bằng mọi cách, chị em mình phải lôi kéo nó về, cho nó bỏ cái lối sống theo kiểu giang hồ của nó đi. Chứ cứ để nó sống bên ngoài như vậy, lỡ nó làm chuyện gì sai trái, vi phạm pháp luật, rồi dương mang tù tội, thì cuộc đời nó sẽ như thế nào đấy chứ? Mà nó khổ thì chị em mình có sung sướng gì đâu em. Biết vậy rồi, nhưng mà chị em mình nói hoài mà nó có chịu nghe đâu. Lúc ẩn lúc hiện, nói hoài không nghe. À, quên nữa, chị hai ơi, em tới giờ em phải đi làm rồi. Chị đừng có khóc nữa nha, em đi làm nha. Ừ, em đi làm đi. Dạ. À, Thu nè. Dạ. Tiền này chị sẽ cất kỹ trong tủ, chị cấm mấy đứa lấy xài đó nha. Biết rồi, không có vụ đó đâu. Em đi làm nha. Cười lên cái coi. Alo, ai vậy? Alo, xin cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Tuyết không ạ? Không phải, lộn số rồi. Ủa, kỳ gì ta? Không lẽ là mình gọi lộn số thiệt hả?